Và kính thưa quý vị, sau đây thì là tôi xin phép được tóm tắt cái bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư hôm nay. Thì Ngài Thiền Sư giảng rằng ngày hôm qua Ngài có giảng là làm thế nào để cho trí tuệ sanh khởi. Thì ngày hôm nay Ngài sẽ tiếp tục trong cái đề tài này. Thì trí tuệ hay là tiếng Phạn gọi là Panya được định nghĩa là biết qua nhiều cái khía cạnh khác nhau, biết những cái hiện tượng tâm vật lý ở trong mỗi người. Và cái biết này nó gồm có ba cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là biết cái đặc tính riêng của cái đối tượng. Cái thứ hai là biết cái dấu hiệu của cái sự điều kiện. Và cái thứ ba là biết cái đặc tính chung. Thì khi mà một người hành thiền thì là nhìn theo dõi cái đề mục để biết ba cái đặc tính đó. Thì đó là cái định nghĩa của cái sự biết hay là trí tuệ hay là Panya. Thì có một cái câu mà để dễ nhớ là chỉ có khi nào mà chúng ta ghi nhận trong từng một cái giây phút một của mỗi một cái đối tượng sanh khởi, chỉ có khi nào chúng ta làm như vậy thì cái đặc tính riêng của cái vật đó mới được biết đến. Nói một cách khác, đó là chúng ta thực tập cái thiền niệm xứ là chúng ta ghi nhận cái đề mục trong từng khoảnh khắc một. Và như vậy, để mà chúng ta biết hay là để mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta cần phải niệm, và chúng ta phải cần phải niệm trong từng một cái khoảnh khắc một. Mỗi khi mà một cái đề mục nó sanh khởi là chúng ta phải niệm ngay lập tức. Thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng tiếp là cái gì nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta niệm và chúng ta thấy được cái đề mục, cái đặc tính riêng của cái đề mục. Thì ngày hôm qua Ngài Thiền Sư cũng giảng cho chúng ta nghe là làm thế nào để chúng ta hướng cái tâm của chúng ta đến cái đề mục hành thiền, làm thế nào mà chúng ta đẩy cái tâm của chúng ta đến cái đề mục. Chẳng hạn như là cái đề mục đó là cái đề mục phòng xẹp của bụng. Và làm thế nào để chúng ta có thể giữ cái tâm của chúng ta trên cái đề mục. Và khi mà chúng ta hướng cái tâm đến cái đề mục, chúng ta giữ cái tâm của chúng ta trên cái đề mục, thì cái tâm nó sẽ nằm sát lên trên cái đề mục. Và lúc đó cái tâm và cái đề mục nó khăng khít với nhau. Và khi mà cái tâm và cái đề mục nó khăng khít với nhau thì chúng ta sẽ nhận thấy được, chúng ta sẽ thấy được cái sự căng, cái sự cứng, cái sự di chuyển của cái phòng, của cái xẹp, của bụng. Thì thấy cái này hay là biết như vậy, biết cái sự căng, cái sự cứng, cái sự di chuyển, đó là trí tuệ, đó là biết cái đặc tính riêng của cái đối tượng. Và cái sự biết này là chúng ta có một cái sự biết xuyên thấu vào trong cái bản chất của cái đối tượng. Và biết như thế này, cái biết này là cái biết của cái đặc tính riêng. Và khi mà chúng ta biết như vậy là chúng ta thấy cái đối tượng một cách rõ ràng. Và đây là cái công năng của trí tuệ, tức là làm cho chúng ta thấy cái vật mà chúng ta đang quán một cách rất là rõ ràng. Như là chúng ta chiếu sáng, tương tự như là một cái ngọn đèn mà nó chiếu vào trong bóng tối thì nó làm cho chúng ta thấy rất là rõ. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng thì chúng ta thấy được cái đặc tính riêng của cái sự phồng, của cái sự xẹp. Và cái tâm lúc đó thì nó không có bị bao phủ bởi cái sự đen tối. Những cái gì mà nó có, nó thấy thì là chúng ta thấy được nhờ trí tuệ. Thì trí tuệ
tiếng Pali là Panya thì cũng có một cái chữ đồng nghĩa với nó là chữ Vidya, có nghĩa là cái sự hiểu biết mà nó xuyên thấu vào cái sự vật. Thì cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ này nó được so sánh như là một cái ngọn đèn, khi mà nó chiếu thì là những cái vật gì mà không có thấy rõ thì nó trở nên thấy rõ. Và chúng ta sẽ hiểu rõ cái bản chất của trí tuệ khi mà chúng ta xem xét về cái sự không thấy hay là vô minh, hay là tiếng Phạn gọi là avidya, tức là ngược lại với lại vidya, trí tuệ. Thì mỗi khi mà cái bụng nó phồng, nó xẹp mà nó xảy ra, mà chúng ta chú tâm vào khi mà nó phồng, khi mà nó xẹp, thì chúng ta có thể thấy được cái sự căng, cái sự cứng và cái sự di chuyển của cái sự phồng xẹp của cái bụng. Thì cái sự di chuyển chẳng có gì khác hơn là cái sự biểu tượng, biểu hiện của phong đại, tức là cái yếu tố gió, hay là tiếng Phạn gọi là Vayu Dhatu. Thì vô minh hay là avidya nó làm cho người thiền sinh không có thấy cái bản chất của sự vật. Cái đặc tính của vô minh là không hay biết. Cái đặc tính của nó là che giấu cái sự vật ở trong bóng tối. Ngài dạy rằng chúng ta hãy thử không có chánh niệm để xem sao. Thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm trong một thời gian thì cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên rối rắm, nó trở nên hoang mang, nó không có thấy được cái sự phồng xẹp một cách rõ ràng, nó không có thấy được cái bản chất thật sự của cái sự phồng xẹp. Và cái tâm của cái người thiền sinh đó lúc đó nó bị bao phủ bởi một cái màn đen tối. Thì hãy tưởng tượng nếu mà chúng ta không có chánh niệm trong vòng một phút thì cái tâm của chúng ta nó bị che bởi 60 cái màn đen tối của sự không biết đó. Trong 5 phút thì cái tâm của chúng ta bị che bởi 300 cái lớp màn đó, lớp màn đen tối đó. Và trong một tiếng đồng hồ là 3.600 lớp. Thì như vậy trong một ngày thì nó có rất là nhiều nếu mà chúng ta không có giữ chánh niệm. Và như vậy cái sự vô minh này nó che đậy cái đặc tính hay là cái bản chất thật sự của cái sự vật. Ngược lại, khi mà cái sự phòng nó sanh khởi mà chúng ta ghi nhận ngay lập tức thì chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của cái sự phòng đó. Chúng ta thấy được cái sự căng, cái sự cứng, cái sự di chuyển. Và cũng tương tự như vậy, khi mà cái xẹp, chúng ta ghi nhận cái sự xẹp khi mà nó vừa mới sanh khởi thì chúng ta cũng sẽ thấy được như vậy. Và mỗi khi mà chúng ta thấy cái sự vật theo đúng như là cái bản chất thực sự của nó thì là chúng ta đã vứt bỏ đi một cái lớp màng vô minh, một cái lớp màng đen tối. Thì như vậy sự biết hay là minh nó loại bỏ cái sự đen tối của vô minh, hoặc là minh hay là vidya nó chiếu sáng cái sự phồng xẹp của bụng. Cái tiếng Phạn trong cái chữ là thấy rõ ràng, chiếu sáng để thấy rõ ràng là vichupara. Thì khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quán chiếu những cái đối tượng và ngay cái giây phút mà cái đối tượng đó nó sanh khởi thì chúng ta mới có thể thấy được cái bản chất thật sự của cái đối tượng ấy. Và khi mà chúng ta quán chiếu như vậy thì chúng ta sẽ không có còn thấy cái sự vật ấy là một cái sự vật mà nó là một khối nữa,
mà chúng ta sẽ thấy là nó chia ra thành nhiều phần nhỏ khác nhau. Chúng ta thấy một cái sự khác biệt. Thì khi mà chúng ta xem cái sự phòng xẹp, theo dõi cái sự phòng xẹp như vậy, thì chúng ta sẽ không thấy có một cái phòng hay là chỉ có một cái xẹp, mà chúng ta thấy trong một cái phòng nó có nhiều phần, vân vân. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta cũng sẽ thấy như vậy. Nó không còn là một cái khối nữa, mà nó là còn, chúng ta thấy được nó có nhiều cái phần nhỏ ở bên trong. Không còn thấy cái sự di chuyển như là một cái sự di chuyển một cách đều đặn, và chúng ta thấy nó có nhiều phần bên trong. Thì như vậy, nhờ có trí tuệ mà chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng những cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Nhìn cái sự phòng xẹp, chúng ta thấy trong đó nó có nhiều cái sự phòng, nó có nhiều cái sự xẹp. Một cái thí dụ là chúng ta nhìn một cái lằn mà của mấy con kiến, thì nếu mà đứng ở đằng xa chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó có một cái lằn nó liên tục. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cách kỹ lưỡng thì chúng ta mới thấy là cái lằn này nó không phải là nó liên tục, mà cái lằn này nó đứt quãng. Và nhìn kỹ hơn nữa thì chúng ta thấy cái lằn này nó đứt quãng mà nó gồm có nhiều những cái con kiến nhỏ nhỏ nó bò. Thì như vậy, Vichcha hay là Minh có nghĩa là thấy một cách rõ ràng. Và nhờ có Minh mà cái màn tối nó bị loại bỏ. Nhờ có Minh mà chúng ta thấy rõ ràng những cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Và cũng tương tự như cái sự phòng xẹp, những cái đối tượng khác, chẳng hạn như là đi, đứng, ngồi, vân vân, chúng ta cũng sẽ thấy rõ ràng như là chúng ta thấy cái sự phòng xẹp. Và chúng ta sẽ không còn thấy một cái khối nữa, mà chúng ta sẽ có thấy nó có nhiều những cái phần nhỏ ở bên trong. Và cái sự hiểu biết này, cái thấy này, nó làm cho người thiền sinh có thể thấy cái đối tượng một cách rất là rõ ràng. Và cái tâm của người thiền sinh khi mà thấy như vậy thì không có còn bị rối rắm, không có còn bị hoang mang nữa, nhờ thấy được cái bản chất thật sự của cái vật mà mình đang quán tưởng. Và như vậy, trí tuệ nó biểu hiện qua cái sự không có rối mù, hay là nó biểu hiện qua cái sự vắng mặt của hoang mang. Và nhờ như vậy mà một người mà có trí tuệ thì người đó sẽ thấy được những cái đối tượng một cách rất là rõ ràng. Lúc mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền thì chúng ta cần phải có cái tâm sở tầm, hay là hướng tâm, hay là tiếng Phạn gọi là vitaka. Nó làm một cái người trung gian, nó đưa cái tâm của chúng ta đến đối tượng. Giống như là trong cái thí dụ mà Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về một cái vị vua và một cái người mà được vị vua sủng ái, thì là đưa cái tâm đến cái đối tượng. Và cái kết quả của tâm đưa tâm đến đối tượng là cái tâm nó nằm kháng khít với cái đề mục. Và khi đó thì là chánh niệm, khi mà tâm nó kháng khít với đề mục, nó có chánh niệm sanh khởi. Mà chúng ta cứ giữ cái tâm nó kháng khít như vậy trên đề mục thì cái tâm nó nằm sát trên đề mục. Và người thiền sinh nhờ như vậy mà thấy sẽ thấy rõ ràng cái bản chất của cái đề mục. Cái bản chất chẳng hạn như là cái sự căng cứng, chuyển động, vân vân. Nếu mà người thiền sinh không có chánh niệm thì sẽ không thấy như vậy. Thì khi mà cái tâm nó nằm ở trên cái đề mục thì đó là cái nguyên nhân, cái đó là cái nguyên nhân gần mà nó phát sanh ra trí tuệ. Cái đó là cái nguyên nhân gần mà trí tuệ, mà làm cho trí tuệ sanh khởi.
Những ai mà có trí tuệ mà thấy rõ như vậy thì được nói là người đã thấy được sự thật. Tâm định cũng là một cái nguyên nhân gần để cho trí tuệ phát sanh. Trong sách cũng còn có cho một cái nguyên nhân gần khác nữa, đó là sự chú ý chân chánh hay là chú ý đúng, Yoniso Manasikara là tiếng Phạn. Nhưng mà không phải là chỉ có cái sự định tâm duy là cái duy nhất mà để cho chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của đề mục. Khi mà chúng ta quán cái đề mục thì cái tâm của chúng ta nó nằm ở trên cái đề mục, thì như vậy là có cái sự định tâm. Nhưng mà cái sự định tâm đó chưa có đủ. Chúng ta cần phải quán cái đề mục trong mỗi một giây phút mà cái đề mục nó sanh khởi. Mà nếu mà chúng ta muốn quán cái đề mục trong từng khoảnh khắc mà cái đề mục nó sanh khởi đó, thì chúng ta cần phải áp dụng chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm đó cũng là một cái nguyên nhân gần, nhưng mà gọi là cái nguyên nhân xa. Cái chánh niệm là cái nguyên nhân xa, còn cái định là cái nguyên nhân gần để cho trí tuệ sanh khởi. Thì chúng ta có thể đặt câu hỏi là: thế như vậy thì chánh niệm nó từ đâu tới? Thì chánh niệm có được nhờ có cái sự tinh tấn, nhờ có cái sự cố gắng. Thì khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta đóng cái cửa bất thiện và chúng ta mở cái cửa thiện. Và khi mà chúng ta áp dụng cái lòng, cái sự tinh tấn, nhờ như vậy mà chánh niệm nó được duy trì. Chánh niệm nó được duy trì trên cái đề mục. Thì tinh tấn cũng là một cái yếu tố để nó hỗ trợ, một cái yếu tố xa để nó hỗ trợ cho trí tuệ sanh khởi. Thì nói tóm lại là cái sự định tâm là cái nguyên nhân gần để nó đưa đến trí tuệ. Nhưng mà nếu mà không có những cái yếu tố xa, chẳng hạn như là yếu tố hướng tâm hay là tầm, thì trí tuệ nó cũng sẽ không có sanh khởi. Thì những ai mà muốn thấy cái bản chất thật sự của đối tượng, của sự vật, thì cần phải quán sát những cái đối tượng trong từng giây phút một, mỗi khi mà nó sanh khởi, không có được bỏ sót. Và muốn làm như vậy thì chúng ta có thể cần đến cái sự giúp đỡ của cái tâm sở tầm hay là vitaka, rồi sau đó chúng ta thêm cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng. Nhờ như vậy mà chánh niệm nó sẽ sanh khởi, rồi sau đó sự định tâm nó sanh khởi, và sau đó trí tuệ sanh khởi. Và nó sanh khởi như vậy, trí tuệ sanh khởi như vậy một cách tự nhiên. Chúng ta không có cần phải cố gắng, hay là chúng ta không có cần phải ép buộc nó. Khi mà chúng ta làm như vậy là trí tuệ nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Khi mà chúng ta quán chiếu chẳng hạn như cái sự phồng xẹp của bụng, thì chúng ta thấy có sự căng cứng di chuyển của bụng. Và đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái sự phồng hay là cái sự xẹp nó chia ra làm 3 phần. Chẳng hạn như trong cái sự căng, chúng ta thấy nó có cái phần đầu, phần giữa và phần cuối. Hay là sự cứng, hay là sự di chuyển, chuyển động, chúng ta thấy nó có phần đầu, phần giữa và phần cuối. Thì khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền thì chúng ta sẽ không có thấy 3 cái phần này một cách rõ ràng. Thường thường thì chúng ta sẽ thấy cái phần ở giữa của cái đối tượng một cách rõ ràng. Thì lúc ban đầu là nó như vậy. Chỉ có khi nào
mà người thiền sinh nhìn thấy được cái bản chất thật sự của cái đối tượng, mà người thiền sinh mới có thể thấy được cái dấu hiệu của điều kiện. Cái tiếng Phạn của cái chữ của cái dấu hiệu của điều kiện là Sankata Lakkhana. Mà để cho chúng ta có thể thấy được cái dấu hiệu của điều kiện này thì chúng ta không có cần phải đi tìm nó. Chúng ta chỉ có cần theo dõi và ghi nhận cái đề mục. Thì là như nói ở trên, lúc ban đầu thì chúng ta chỉ có thấy được cái phần ở giữa, nhưng mà dần dà về sau thì chúng ta sẽ thấy được cái phần đầu, tức là chúng ta thấy được cái sự sanh khởi của cái đề mục. Chẳng hạn như cái đề mục đó có thể là sự căng hay sự cứng hay là sự chuyển động. Thì lúc đầu chúng ta chỉ có thấy được cái phần giữa, nhưng mà sau thì chúng ta sẽ thấy được phần đầu, lúc mà nó sanh khởi. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục niệm kỹ lưỡng như vậy thì sau đó chúng ta lại thấy được cái phần cuối, tức là khi mà cái đối tượng đó nó diệt đi. Thì chỉ có khi nào mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu của điều kiện, tức là thấy được cái phần đầu, phần giữa và phần cuối của cái đối tượng, chỉ có khi nào mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới được thấy, chúng ta mới thấy cái dấu hiệu điều kiện của cái vật mà chúng ta đang quan sát. Thì nó có một cái câu mà để cho chúng ta dễ nhớ là: chỉ có khi nào mà một người thấy cái dấu hiệu điều kiện của sự vật thì người đó mới bắt đầu thấy cái đặc tính chung của cái vật đó. Thì cái đặc tính chung tiếng Phạn là Samanya Lakkhana, có nghĩa là chẳng hạn như là thấy cái sự vô thường của cái vật mà chúng ta đang quán chiếu, thấy cái vật ấy nó sanh rồi thấy nó diệt. Chỉ có khi nào mà chúng ta bắt đầu chúng ta thấy cái đó thì lúc đó bấy giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào cái tuệ minh sát thật sự. Thì khi mà chúng ta hành thiền Vipassana thì cái chữ Vipassana đó nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái chữ vi, tức là qua nhiều cái khác nhau, có nghĩa là khác nhau. Cái chữ passana là thấy, thì vipassana có nghĩa là thấy qua nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì ở đây khi mà chúng ta hành thiền thì là chúng ta thấy, chúng ta có cái trí tuệ hay là cái sự hiểu biết mà qua nhiều cái hình thức khác nhau. Một số người hiểu lầm, và khi mà được Ngài Thiền Sư giảng rằng hãy theo dõi ghi nhận cái đề mục một cách kỹ lưỡng, thì và giảng về ba cái dấu hiệu của điều kiện này, tức là thấy cái phần đầu, phần giữa và phần cuối đó, thì một số người lại cố ý hành thiền, cố ý đi tìm cái phần đầu, phần giữa và phần cuối. Thì cố ý đi tìm như vậy thì nó không có lợi lạc gì cả, mà nó còn làm tốn thì giờ của người thiền sinh. Đúng ra người thiền sinh nếu mà muốn thấy được cái bản chất thật sự của sự vật thì chỉ cần theo dõi, chỉ cần ghi nhận cái đề mục mà mỗi khi mà nó sanh khởi, chỉ cần làm như vậy, và một cách tự nhiên người thiền sinh sẽ thấy cái bản chất thật sự của sự vật. Thì như đã nói, lúc ban đầu sẽ chỉ có thấy cái phần giữa, nhưng mà sau hành thiền một thời gian thì sẽ có thể thấy được cái phần đầu, tức là cái phần sanh, cái phần sanh khởi của cái sự vật, và sau đó nữa thì sẽ thấy cái phần cuối hay là thấy cái sự diệt. Và cái loại cái sự thấy này cũng là chỉ là một cái khái niệm về thời gian,
là tiếng Phạn gọi là Kana Panyati. Thời gian là một cái khái niệm ở trong tâm, và khi mà thấy được cái phần đầu, phần giữa, phần cuối là chúng ta thấy cái khái niệm về thời gian. Và cái sự sanh diệt cũng là một cái khái niệm. Và Ngài Thiền Sư nhắc là không có cần phải đi tìm nó, không có cần phải đi tìm khi mà nó sanh hay là nó diệt. Khi mà chúng ta hành thiền, ghi nhận trong từng giây phút, từng lúc mà đối tượng nó sanh khởi, thì cái sự sanh diệt, thấy cái sự sanh diệt của đối tượng, nó sẽ đến một cách tự nhiên. Ở trong kinh có cho một cái thí dụ là chẳng hạn như là chúng ta đi mua hàng, chúng ta mua một cái tấm vải, thì chúng ta lúc đầu chúng ta nhìn cái tấm vải thì chúng ta thấy cái tấm vải đó nhìn rất là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta đem ra ngoài, chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái tấm vải đó nó có 3 cái lỗ. Thì như vậy, tấm vải là một chuyện và 3 cái lỗ lại là một chuyện khác. Thì 3 cái lỗ này nó tượng trưng cho 3 cái đặc tính chung, tức là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thì chúng ta không có cần phải cố ý đi tìm 3 cái lỗ này. Chúng ta chỉ cần dài cái tấm vải nó ra thì tự nhiên 3 cái lỗ đó nó sẽ, chúng ta sẽ thấy 3 cái lỗ đó một cách dễ dàng. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta không có cần phải đi tìm 3 cái đặc tính, tức là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chúng ta chỉ có cần ghi nhận những cái đối tượng khi mà nó sanh khởi. Chúng ta cần phải có sự chánh niệm, chúng ta cần phải có sự định tâm. Và khi mà có như vậy thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ thấy được 3 cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của sự vật. Và như vậy là chúng ta không cần phải đi tìm, không phải cố ý đi tìm 3 cái đặc tính này. Và Ngài Thiền Sư muốn ngừng ở đây, và ngày mai thì Ngài sẽ tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sadhu, sadhu, sadhu. À, kính thưa quý vị, là Ngài Thiền Sư ngày hôm qua đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà chúng ta quán chiếu những cái đề mục ở trên thân, bắt đầu từ cái sự phòng xẹp của bụng, và bằng cách là hướng cái tâm, đẩy cái tâm đến cái đề mục, thì người thiền sinh có thể thấy được cái bản chất thực sự của sự vật, thấy được, phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc một cách rõ ràng, và cũng cùng một thế ấy hiểu được cái nhân và cái quả, cái tương quan của nhân và quả. Và người hành giả cũng thấy được là khi mà một cái vật ở bên ngoài nó đến và nó gặp cái con mắt chẳng hạn, và khi mà nó gặp thì nó sẽ đưa ra cái sự thấy hay là nhãn thức, thì nhãn thức nó sanh khởi. Thì cái vật ở bên ngoài, cái vật thấy được và cái con mắt là cái phần vật lý hay là thân, còn cái nhãn thức là tâm. Thì cái phần thân nó làm cái điều kiện cho cái phần tâm nó sanh khởi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động, thì cái tiếng động với lại cái lỗ tai khi mà nó gặp nhau thì nó đưa ra cái sự nghe hay là nhĩ thức, và cái sự đụng chạm, cái sự nếm vân vân, thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là hai cái phần đầu đó là thuộc về thân, và cái nó đưa đến cái phần sau, tức là cái phần tâm, cho chúng ta thấy được cái nhân quả và cái sự tương quan giữa thân và tâm. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta muốn đứng dậy thì trước nhất là chúng ta có cái tác ý là muốn đứng dậy, thì cái tác ý là cái phần tâm, nó là cái nhân, và cái thân nó sẽ đứng lên, thì đó là cái phần
tác ý là cái tâm và cái sự đứng lên là cái tâm, đó là cái kết quả. Và khi mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu thì chúng ta hiểu được cái sự bất toại nguyện của cái sự vật. Và chúng ta thấy cái tương quan nhân quả này một cách rõ ràng. Và muốn thấy nó rõ ràng như vậy thì chúng ta phải niệm, ghi nhận những cái đề mục trong từng một cái giây phút một. Khi mà nó vừa mới sanh khởi là chúng ta phải niệm cái đề mục đó ngay lập tức. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục hành thiền và niệm như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sự sanh và cái sự diệt của các đối tượng. Thì lúc ban đầu cái tâm nó chỉ có thấy được cái phần ở giữa, nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục hành thiền thì sẽ thấy được cái phần đầu và phần giữa. Và còn sau đó nếu mà tiếp tục hành thiền thì sẽ thấy được cái phần đầu, phần giữa và cái phần cuối. Và như vậy là người thiền sinh sẽ thấy được cái sự tận diệt, cái sự biến mất của cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy được cái sự vô thường, cái đặc tính vô thường của sự vật. Và chúng ta khi mà thấy cái đặc tính vô thường thì chúng ta cũng thấy cái đặc tính khổ, và chúng ta cũng thấy luôn cái đặc tính vô ngã. Và trong một cái niệm như vậy là chúng ta thấy cả ba cái đặc tính. Thì đây là cái trí tuệ của minh sát. Và cái nghĩa của cái chữ Vipassana thì là có nghĩa là cái sự hiểu biết về thân và tâm, hiểu biết về cái sự tương quan của nhân quả, và hiểu biết qua nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe là làm thế nào mà để cho những cái tuệ minh sát này nó sanh khởi. Và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe qua cái khía cạnh lý thuyết và thực hành. Và bình thường thì Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe trong một tiếng đồng hồ, nhưng mà ngày hôm nay Ngài sẽ giảng đến một tiếng rưỡi. Cho nên Ngài mong là các thiền sinh hãy có cái sự kiên nhẫn mà ngồi nghe thêm 30 phút nữa. Vì các thiền sinh ngồi ghi thực tập và ghi nhận cho nên mới thấy được cái phân biệt được cái danh và cái sắc, hay là cái thân và cái tâm. Và thấy được qua ba thời, tức là thấy được lúc bắt đầu, cái đoạn ở giữa và cái đoạn cuối. Thì thấy như vậy hay là giảng nghĩa cái sự thấy như vậy là qua kinh điển. Còn nếu mà qua vi diệu pháp thì là thấy được cái nhân, thấy được cái điểm bắt đầu, thấy được cái lúc mà cái đối tượng đó nó trụ, và cái đoạn thứ ba là thấy nó diệt. Thì khi mà người thiền sinh có thể phân biệt được danh sắc, thấy được nhân quả, mặc dầu là chưa thấy rõ cái đoạn cuối của cái đề mục, nhưng mà nếu mà người thiền sinh nỗ lực tinh tấn hơn thì sẽ thấy. Vì trong cái lúc đầu niệm và định nó còn yếu cho nên chưa thấy được cái phần cuối. Và khi mà sự tinh tấn và chánh niệm mà nó trở nên mạnh mẽ hơn thì người thiền sinh sẽ thấy được cái đoạn cuối của cái đề mục. Người thiền sinh sẽ thấy rằng cái đề mục nó sanh khởi và nó sẽ không có kéo dài mãi mãi, và sau đó thì nó phải biến mất đi. Thì theo cái sự suy diễn thì người thiền sinh sẽ hiểu rằng
cái sự thay đổi đó, cái sự vô thường đó, nó đã có mặt ở trong quá khứ và nó cũng sẽ có mặt ở trong tương lai. Và những cái gì mà nó đúng ở trong cái con người của mình, tức là cái sự thấy cái sự vô thường khi mà mình quán cái thân của mình, thấy nó bất toại nguyện và thấy nó là vô ngã, thì những cái đặc tính đó nó đúng với mình và nó cũng đúng với những người khác. Chẳng hạn như khi mà chúng ta quán tưởng đến cái sự phồng xẹp của bụng, thì lúc ban đầu chúng ta thấy rõ ràng cái đoạn giữa, và sau đó khi mà chúng ta hành thiền, tiếp tục hành thiền, thì chúng ta sẽ thấy cái đoạn đầu và cái đoạn cuối. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quán thấy cái sự nóng, lạnh, căng, cứng, vân vân, chúng ta cũng sẽ thấy rõ như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái đề mục mà chúng ta quán chiếu đều có cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Và khi mà chúng ta thấy như vậy thì là chúng ta thấy cái dấu hiệu của điều kiện, hay thì là tiếng Pali là Sankata Lakkhana. Và chỉ có khi nào mà chúng ta thấy cái này thì chúng ta mới có thể thấy được cái đặc tính chung của cái sự vật. Có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và khi mà chúng ta thấy một cái đặc tính vô thường thì cái đặc tính thứ hai, tức là bất toại nguyện, chúng ta cũng sẽ thấy. Chúng ta thấy là cái sự bất toại nguyện này là vì tất cả những cái pháp nó đều chịu đựng cái sự đè ép của cái sự vô thường. Cho nên vì có cái sự đè ép của vô thường mà chúng ta cảm thấy bất toại nguyện. Và chúng ta cũng thấy cái đặc tính thứ ba, tức là vô ngã, là vì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái thực thể nào mà nó đứng ra nó điều khiển cả. Chỉ có những cái hiện tượng nó xảy ra, nó sanh và nó diệt tự nó, không có ai ở đằng sau điều khiển. Và cái trí tuệ này là cái sự thấy được những cái đặc tính chung của mọi pháp. Khi mà chúng ta quán chiếu những cái đề mục, chẳng hạn như là chúng ta quán chiếu về cái cảm thọ, thì chúng ta cũng thấy tất cả đều có cùng một cái đặc tính, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và chỉ có khi nào mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu của cái sự, của điều kiện, và lúc đó chúng ta mới có thể thấy được những cái đặc tính chung. Và khi mà chúng ta thấy được cái đặc tính chung, tức là cái sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì lúc bấy giờ cái tuệ minh sát mới bắt đầu sanh khởi. Và tất cả những cái điều mà vừa mới nói ở trên thì cái người thiền sinh khi mà hành thiền thì sẽ kinh nghiệm được. Khi mà chúng ta thấy ba cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì cái thái độ của chúng ta đối với những cái vật mà chúng ta quán chiếu nó sẽ thay đổi. Lúc ban đầu thì là chúng ta lầm lẫn. Chúng ta nghĩ rằng những cái hiện tượng thân và tâm này nó là những cái gì mà mình ưa thích, nó đem lại cái sự hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ khi mà thấy ba cái đặc tính đó thì chúng ta thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta quán chiếu cái sự phồng của bụng, và khi mà chúng ta thấy cái sự phồng đó nó biến mất đi, nó diệt tận, thì chúng ta hiểu rằng cái sự phồng đó nó không có mãi mãi, nó không có trường cửu. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy được cái sự diệt tận của các pháp, thì chúng ta hiểu được cái đặc tính vô thường, cái bản chất vô thường của nó.
Lúc ban đầu khi mà chúng ta nhìn những cái pháp thân và tâm thì chúng ta xem nó như là một cái gì mà nó thường còn. Và khi mà xem như vậy thì nó đưa đến cái sự ngã mạn. Khi mà người thiền sinh thấy được cái sự vô thường, cái bản chất vô thường của các pháp thì tâm của người thiền sinh được thoát khỏi cái sự ngã mạn. Khi mà thấy được cái sự bất toại nguyện của cái thân này thì người thiền sinh mới hiểu rằng tất cả những cái pháp mà nó vô thường thì không có tốt. Mình không có dựa lên trên những cái pháp này được vì nó vô thường. Tất cả các pháp đều không có thường còn, đều vô thường. Và khi mà thấy như vậy thì chúng ta sẽ vứt bỏ đi cái tà kiến là tất cả những cái pháp là đưa đến cái sự lạc thú, sẽ đưa đến hạnh phúc. Lúc ban đầu khi mà chúng ta quán những cái đề mục danh sắc thì chúng ta xem nó là những cái đề mục mà đưa lại cái sự thích thú thì chúng ta dính mắc vào nó. Tiếng Phạn là tanha. Và khi mà chúng ta dính mắc vào nó thì là chúng ta sẽ thấy cái sự đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thấy được cái sự vô thường của nó, cái sự đau khổ của những cái vật mà chúng ta, cái đặc tính bất toại nguyện của những cái vật mà chúng ta quán chiếu, thì cái tâm của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cái sự dính mắc, hay là giải thoát khỏi ái dục. Lúc ban đầu thì chúng ta khi mà quán chiếu thì chúng ta có cái cảm tưởng như là nó có một cái thực thể nào hay là có một cái ngã nào nó có mặt. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta hiểu là tất cả các pháp thì nó đều xảy ra theo cái bản chất tự nhiên của nó, chứ không có ai ở đằng sau điều khiển cả. Cho nên cái tà kiến về cái ngã kiến nó được loại trừ. Và cái tâm của người thiền sinh lúc đấy thì được thanh lọc, thanh lọc, loại bỏ cái ngã kiến. Và nhờ kinh nghiệm ba cái đặc tính chung, tức là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì ái dục và cái sự ngã mạn và cái tà kiến là có cái ngã, nó được loại trừ. Cái sự ái dục thì nó gồm có ba loại. Cái sự dính mắc thì nó có ba loại. Cái thứ nhất là dính mắc qua cái sự ngã mạn. Và cái thứ hai là qua ái dục. Và cái thứ ba là qua tà kiến. Thì nếu mà chúng ta không có quán chiếu những cái sự vật theo đúng cái bản chất thật sự của nó thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm. Chúng ta không thể nào thấy được cái nhân quả, cũng như là chúng ta cũng không thể nào hiểu được ba cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chúng ta không có thấy luôn cả những cái đặc tính riêng của mỗi một cái sự vật mà chúng ta quán chiếu. Và cái sự không thấy này, cái sự không biết này gọi là vô minh, hay là tiếng Phạn là avijja. Và tệ hơn nữa, chúng ta có thể tiếp tục đi trên cái con đường ngược lại, có nghĩa là chúng ta xem những cái vật đó là những cái gì mà đem lại cái sự hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta không thấy những cái điểm xấu của nó. Khi mà chúng ta nhìn những cái đối tượng thân tâm này thì chúng ta xem nó là những cái gì hay, những cái gì đẹp. Chúng ta muốn thụ hưởng nó,
Chẳng hạn như chúng ta muốn nghe, muốn thấy, muốn ngửi những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích, thì khi đó ái dục nó sanh khởi. Và ái dục sanh khởi mà mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn thì nó trở thành một cái sự dính mắc hay là thù, hay tiếng Phạn gọi là upadana. Thì khi mà có thù thì sẽ có hữu, tức là sự tái sinh. Thì như vậy, ái thì sanh ra thù, thù đưa đến hữu, hữu đưa đến sanh, và sanh thì đưa đến cái sự đau khổ. Và khi mà chúng ta phân tích cái sự đau khổ này thì chúng ta tìm thấy cái nguyên nhân của nó là khi mà chúng ta quán chiếu những cái sự vật thì chúng ta không có thấy được những cái điểm xấu, những cái điểm bất lợi của những cái vật mà chúng ta quán chiếu. Khi nào mà chúng ta thấy được những cái điểm xấu này thì lúc đó chúng ta sẽ không có còn thích hay là không có còn ái dục nữa. Tại sao vậy? Chỉ vì chúng ta thấy được những cái điểm xấu, những cái điểm bất lợi của nó. Thì có một cái ví dụ mà Ngài đã giảng cho chúng ta nghe ngày hôm qua, đó là cái ví dụ về một cái mảnh vải. Thì chúng ta muốn đi mua một cái mảnh vải, chúng ta đến tiệm, chúng ta mua một cái mảnh vải mà chúng ta thích. Thì lúc ban đầu chúng ta nhìn thì cái mảnh vải đó nó đẹp, nhưng mà nhìn kỹ thì nó có ba cái lỗ. Thì bấy lâu mà chúng ta không có thấy ba cái lỗ ở trên cái tấm vải đó thì bấy lâu chúng ta có một cái sự dính mắc vào cái mảnh vải đó, chúng ta cho là nó đẹp. Nhưng mà khi nào mà chúng ta giải cái tấm vải đó ra và chúng ta thấy được ba cái lỗ thì chúng ta sẽ không còn dính mắc bám níu vào cái mảnh vải này nữa. Cái sự ưa thích của cái mảnh vải này bây giờ nó không còn nữa. Thì trước khi mà chúng ta nhìn thấy cái lỗ ở trên cái tấm vải thì chúng ta xem nó rất là đẹp, chúng ta ưa thích nó, chúng ta bám níu nó. Nhưng mà chỉ có khi nào mà chúng ta vừa mới thấy cái lỗ thì chúng ta sẽ không còn ưa thích, sẽ không còn bám níu nó nữa. Thì khi nào mà chúng ta chấm dứt cái chuyện mà chúng ta ưa thích nó, khi mà chúng ta thấy cái lỗ ở trên cái mảnh vải. Và những cái lỗ đó nó nằm ở đâu? Thì nó nằm ở trên cái mảnh vải. Thì khi mà chúng ta nhìn cái tấm vải đó thì cái tấm vải là một và những cái lỗ là một cái chuyện khác. Hai cái này là hai cái nó khác nhau. Thì nếu mà chúng ta lúc đầu nhìn thì chúng ta nhìn lúc đầu thì chỉ thấy một cái sự khái niệm của cái mảnh vải. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào thì chúng ta thấy cái đặc tính thật sự, cái bản chất thật sự của nó. Thì khi mà chúng ta thấy ba cái đặc tính của những cái pháp danh sắc mà chúng ta thấy rõ, thì chúng ta nhìn rõ thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm xấu của nó. Và cái này nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta nhìn kỹ vào cái mảnh vải để chúng ta thấy ba cái lỗ. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã của sự vật thì chúng ta giải thoát khỏi cái sự ái dục và bám níu. Thì khi mà người thiền sinh dùng cái thí dụ này thì sẽ hiểu rõ cái ba cái đặc tính chung. Thì như là nó nói ở trên, cái sự bám níu thì gồm có ba loại: bám níu qua cái sự ngã mạn, qua ái dục và qua tà kiến. Thì nếu mà chúng ta không có quán chiếu một cách kỹ lưỡng khi mà cái đề mục nó vừa mới sanh khởi thì chúng ta sẽ lầm và chúng ta sẽ cảm thấy thích thú khi mà chúng ta quán chiếu nó. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thật sự
của những cái vật mà chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thì khi mà thấy được cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự thoát khỏi ái dục và bám níu, hay là thoát khỏi ái và hữu. Nếu mà chúng ta không có thấy cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta sẽ không có giải thoát khỏi cái sự ái dục và cái sự bám níu. Và cái kết quả của cái sự không thấy này là chúng ta sẽ hành động. Và cái hành động của chúng ta đôi lúc là hành động thiện, đôi lúc là bất thiện. Và nếu mà làm việc thiện thì nó sẽ đưa cái kết quả thiện tốt. Nếu mà làm việc bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái kết quả xấu. Và nếu mà chúng ta hành động hoặc là thiện hoặc là bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh ở trong tương lai. Nếu mà ái và thù nó không có sanh khởi thì chúng ta sẽ không có làm những cái việc bất thiện. Thì như vậy chúng ta sẽ không có gặp phải những cái kết quả xấu. Tuy nhiên chúng ta vẫn làm những cái việc thiện, và những cái việc thiện đó thì nó sẽ đưa kết quả. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu phân biệt có hai cái loại thiện pháp. Một cái thiện pháp là nó đưa đến cái sự tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi. Và cái thiện pháp thứ hai là đưa đến cái sự chấm dứt của cái vòng luẩn quẩn. Thì tiếng Phạn nó gọi là Vivatagami Kusala. Thì cái sự luyện tâm hay là Bhavana ở đây mà chúng ta thực tập ở đây thì là thuộc vào cái loại thiện pháp thứ hai, tức là cái thiện pháp mà nó sẽ đưa đến cái sự chấm dứt của cái kiếp luân hồi hay là của cái vòng tròn. Và khi mà chúng ta luyện tâm thì chúng ta sẽ không có phải tái sanh nữa. Chúng ta đau khổ là vì những cái phiền não, mà những cái phiền não nó có là vì chúng ta đã làm những cái việc ở trong quá khứ. Và khi mà chúng ta làm những cái việc này trong quá khứ thì nó đưa đến cái kết quả. Mà khi mà nó đưa đến cái kết quả thì là chúng ta phải chịu đau khổ. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cứ mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta niệm nó thật là quý giá. Là vì trong mỗi một cái khoảnh khắc ấy, chúng ta, cái tâm của chúng ta được giải thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì cái pháp, cái thiện pháp mà nó đưa đến cái sự chấm dứt của luân hồi mà chúng ta hành thiền thì nó sẽ không có đưa chúng ta đi tái sanh nữa. Luôn cả khi mà chúng ta muốn lúc nào cũng trẻ, chúng ta vẫn phải già nua. Khi mà chúng ta không muốn chết, chúng ta không có muốn bị bệnh hoạn thì chúng ta cũng vẫn bị mắc bệnh. Khi chúng ta không muốn chết, chúng ta cũng vẫn bị chết. Khi chúng ta không có muốn sầu khổ, chúng ta cũng vẫn bị sầu khổ. Những cái gì mà nó đang xảy ra ở trong cái kiếp này thì nó sẽ tiếp tục xảy ra trong nhiều cái kiếp tới. Tại sao như vậy? Đó là vì nghiệp. Và tại sao chúng ta tạo ra nghiệp? Đó là vì chúng ta có ái dục. Và chúng ta có ái dục là vì chúng ta không có thấy rõ. Chúng ta hoặc là không thấy rõ, hoặc là chúng ta thấy không có đúng. Và như vậy, vì chúng ta không thấy, vì chúng ta không có trí tuệ, cho nên chúng ta có sự ưa thích. Khi có sự ưa thích thì có cái sự bám níu. Khi có sự bám níu thì có sự trở thành. Khi trở thành thì có sự tái sanh. Và tiếp tục cái vòng tròn nó như vậy. Có một ngày có cho cái thí dụ là chẳng hạn như khi mà chúng ta trồng một cái cây, rồi nó lại héo úa đi, rồi nó chết. Rồi chúng ta lại trồng một cái cây thứ hai, nó lại héo và nó chết. Chúng ta lại trồng một cái cây thứ ba và nó cứ tiếp tục như vậy.
Thì khi mà chúng ta thấy như vậy thì cái điều hay nhất là chúng ta ngừng, chúng ta không có trồng cái cây đó nữa. Hoặc là một cái ví dụ khác là chúng ta xây một cái nhà mà cái nhà nó sắp sửa nó sập, thì chúng ta lại sửa nó, sửa xong rồi nó lại sắp sửa nó bị hư hoại, nó sập, chúng ta lại sửa lại, và cứ tiếp tục như vậy mãi mãi. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới nhận định rằng hay nhất là chúng ta không có nên xây cái nhà đó nữa. Vậy như vậy là cứ mỗi lần mà chúng ta có một cái kiếp sống mới là chúng ta có một cái sự đau khổ. Thì nếu mà không có một cái kiếp sống mới thì sẽ không có cái sự đau khổ. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết, chúng ta có trí tuệ. Mà khi mà có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ không có vô minh. Cho nên chúng ta phải giữ chánh niệm, chúng ta phải ghi nhận. Và khi mà chúng ta sống và chúng ta hành thiền như vậy thì cái pháp thiện đó, như là đã nói ở trên, tiếng Phạn gọi là Vivakagami Kusala, tức là cái pháp mà nó không có đưa đến một cái sự tái sanh ở trong luân hồi. Và bây giờ trong cái phần mà chúng ta thực tập thì Ngài Thiền Sư nhắc lại là chúng ta chú tâm vào cái thân của chúng ta, tức là chúng ta đưa cái tâm vào cái sự phòng xẹp của bụng lúc ban đầu, và chúng ta giữ chánh niệm ở trên cái đề mục đó, và dần dà thì chánh niệm, nhờ chánh niệm mà cái tâm nó nằm sát ở trên cái đề mục, và từ đó chúng ta hiểu thấu được, chúng ta có thể thấy được, cái phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc. Và nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sự sanh diệt của cảm thọ chẳng hạn, hay là sự sanh diệt của cái sự căng cứng vân vân. Và sau đó thì chúng ta thấy được cái đặc tính vô thường, và từ đó cái tuệ minh giác nó sanh khởi. Thì khi mà thấy cái sự vô thường thì chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm, hay là thấy được những cái sự xấu xa của những cái pháp mà chúng ta quán chiếu. Và khi mà thấy cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta sẽ không có ưa thích nó nữa. Và như vậy, khi mà chúng ta thấy một cách đúng đắn thì cái sự thấy hay là cái minh Vichcha nó sẽ đẩy cái bóng tối của cái vô minh đi. Và khi mà cái trí tuệ nó sanh khởi thì cái sự ưa thích nó không có còn nữa. Chúng ta sẽ không làm những cái việc bất thiện nữa. Và cái vòng, cái luân nó sẽ chấm dứt. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái gì nó sanh khởi trong tâm của chúng ta? Cứ mỗi một phút thì có 60 cái khoảnh khắc mà có những cái tâm thiện nó sanh khởi và vắng bóng cái sự vô minh. Thì trong 5 phút thì có 300 cái khoảnh khắc mà vắng bóng cái sự vô minh đó. Khi mà chúng ta muốn ghi nhận những cái đối tượng mà nó vừa mới sanh khởi thì ngay lập tức chúng ta phải ghi nhận nó. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn. Hay là nếu mà nói theo bát chánh đạo thì chúng ta cần phải có, hay là chúng ta có cái chánh tinh tấn. Thì lúc ban đầu khi mà bắt đầu hành thiền thì người thiền sinh cần phải có cái tâm sở gọi là tầm vitaka. Nhưng mà sau này khi mà hành thiền đều đặn trở thành tinh luyện hơn thì cái tâm sở tầm đó nó trở thành cái chánh tư duy ở trong bát chánh đạo. Và với chánh tinh tấn thì những cái con đường bất thiện nó sẽ bị đóng,
và những cái con đường thiện nó sẽ mở to ra. Với chánh niệm thì là cái tâm nó được bảo vệ. Nhờ có chánh niệm mà cái tâm nó không có bị chao động, tức là chúng ta sẽ không có bị chạo cử và cũng không có bị hoài nghi. Và cái tâm nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ nằm trên cái đề mục một cách khăng khít. Và ba cái yếu tố mà nói ở trên, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà cái tâm nó nằm ở trên cái đề mục khăng khít thì chúng ta có cái sự định tâm. Thì ba cái yếu tố nói ở trên đó là thuộc về cái nhóm định ở trong bát chánh đạo. Và cái nhóm định này thì nó đẩy lui những cái phiền não mà nó nổi lên ở trong tâm, ở trong tâm ý. Khi mà tâm nó khăng khít với cái đề mục nhờ cái tâm sở tầm, và người thiền sinh thấy được cái sự sanh diệt của những cái sự vật, thì cái sự thấy đó là chánh kiến. Thì cái tầm như là nói ở trên, khi mà nó trở nên điêu luyện thì nó là chánh tư duy. Thì chánh kiến và chánh tư duy là hai cái yếu tố mà nó sẽ cắt đứt những cái phiền não mà nó ngủ ngầm ở trong tâm. Và trước khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta giữ giới, và nhờ cái sự giữ giới đó mà chúng ta không có làm những cái, chúng ta tránh làm những cái việc bất thiện. Và qua thân khẩu và ý, qua thân và khẩu, thì như vậy là chúng ta tránh được những cái phiền não mà nó bộc lộ ra bên ngoài. Thì cứ mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận là chúng ta có thể giải thoát được khỏi những cái phiền não. Cứ mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận là chúng ta đang thực tập ba cái pháp thực tập giới định huệ, và chúng ta sẽ gặt hái được những cái thiện tâm cao thượng. Chúng ta sẽ loại trừ được ba cái loại phiền não: cái phiền não bộc lộ ra bên ngoài, cái việc là phiền não nó nổi ở trong tâm, và cái phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm. Và Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về trí tuệ trong những cái ngày vừa qua, và Ngài đã nhấn mạnh đến những cái bản chất thực sự chỉ có khi nào thấy được khi mà chúng ta niệm trong từng khoảnh khắc, và niệm ngay trong cái giây phút mà cái đối tượng đó nó sanh khởi. Và nhờ chúng ta niệm như vậy mà chúng ta có thể thấy được rõ ràng thế nào là danh, thế nào là sắc. Và với cái sự hiểu biết này, với cái trí tuệ này, thì là cái sự vô minh nó sẽ vắng bóng. Bắt đầu từ khi mà chúng ta niệm cái sự phồng xẹp của bụng, từ đó chúng ta phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc, nhân quả vân vân. Và cái tâm của chúng ta nó không có còn hoang mang nữa. Và đó là nhờ cái công năng của trí tuệ. Cái công năng của trí tuệ là nó làm sáng những cái đề mục mà chúng ta quán chiếu. Khi mà cái tâm của chúng ta nó không có bị hoang mang nữa, nó sáng, thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính vô thường. Khi nào mà chúng ta quán và thấy cái đặc tính vô thường, thì cái sự hiểu biết này không phải là cái sự hiểu biết qua sách vở, mà chúng ta kinh nghiệm và chúng ta thấy được cái sự diệt tận của các pháp. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy được khi mà những cái pháp đó nó vừa mới sanh khởi. Thì nếu mà chúng ta thấy, lúc đầu chúng ta thấy cái đặc tính riêng của các pháp, chẳng hạn như là cái sự căng, cứng,
nóng lạnh, vân vân. Chúng ta không những biết được, phân biệt được danh sắc, mà chúng ta biết được cái nhân quả, và chúng ta cũng biết luôn cái ba cái đặc tính chung, tức là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Đó là cái bản chất của tất cả các pháp. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy nó một cách rõ ràng. Và cái sự thấy này là trí tuệ. Thì cái bài pháp của Ngài đến đây là chấm dứt, và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Ngài Thiền Sư giảng rằng trong những cái ngày vừa qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là làm thế nào để chúng ta thực tập và mà có thể phân biệt được thân tâm, có thể phân biệt được nhân quả, và bằng cách là chúng ta hướng cái tâm đến một cách liên tục đến những cái đề mục mà nó vừa mới sanh khởi, thì bắt đầu bằng cái sự chú tâm vào cái đề mục của thân. Và khi mà chúng ta ghi nhận một cách liên tục như vậy thì chúng ta có một cái sự định tâm, gọi là sự định tâm trong khoảnh khắc. Và Ngài cũng không có giảng cái này cho với nhiều chi tiết, là vì nếu mà giảng như vậy thì là sẽ tốn rất là nhiều thời giờ. Và Ngài giảng rằng nếu mà các thiền sinh tiếp tục hành thiền thì chánh niệm và sự định tâm mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn, và người thiền sinh sẽ lúc ban đầu thì thấy cái phần ở giữa của các cái đề mục, nhưng mà sau đó sẽ thấy được cái phần đầu, thêm cái phần đầu, và sau cùng thì thấy luôn cái phần sau, tức là cuối cùng thì thấy cả phần đầu, phần giữa và phần cuối của các đối tượng. Thì đây là, rồi sau đó thì thấy được những cái đặc tính chung của vạn pháp. Và khi mà thấy được cái đặc tính chung là lúc đó cái tuệ minh sát nó bắt đầu nó sanh khởi. Và khi mà cái tuệ minh sát sanh khởi thì người thiền sinh sẽ thấy là tất cả các pháp đều là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Thì khi mà nói đến cái đặc tính chung này, thì ba cái đặc tính này, thì nếu mà giảng một hay là ba ngày thì cũng không có đủ để giảng hết những cái trí tuệ này. Cho nên Ngài Thiền Sư cũng chỉ giảng vừa đủ. Và với cái sự thực tập thì các thiền sinh sẽ thấy là những cái đối tượng cũ thì là nó diệt đi và nó nhường chỗ cho những cái đối tượng mới. Và người thiền sinh sẽ thấy cái sự thay đổi này rất là nhanh. Thì khi mà thấy nó rất nhanh như vậy thì là người thiền sinh đang ở đạt được cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt, tức là thấy cái sự sanh và cái sự diệt của các pháp rất là nhanh chóng. Nhưng mà ở cái lúc ban đầu, ở cái tuệ này, thì cái tuệ sanh diệt này thì nó vẫn còn yếu. Và người thiền sinh chẳng hạn như khi mà quán chiếu cái sự phòng thì tự nhiên thấy cái sự phòng nó sanh khởi rất là nhanh và nó diệt đi cũng rất là nhanh. Cũng tương tự như vậy, cái sẹp, tự nhiên thấy cái sự sẹp nó sanh khởi rất là nhanh và nó diệt đi rất là nhanh. Và người thiền sinh thấy rằng cứ một cái đề mục này sanh diệt và nhường chỗ cho một cái đề mục mới, và nó cứ thay đổi như vậy với một cái vận tốc rất là nhanh. Khi mà người thiền sinh đạt đến cái tuệ sanh diệt mà còn yếu ớt này thì nó có 5 cái sự không có hoàn hảo của cái tuệ minh sát. Thì 5 cái sự không có hoàn hảo này nó có thể nó sanh khởi trong tâm của người thiền sinh. Và
Đó là cái đề tài mà Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Thì lúc bắt đầu ở cái tuệ sanh diệt thì 10 cái sự không có hoàn hảo này, nó có thể, nó có cái khuynh hướng mà nó sanh khởi. Mà khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ làm cho cái sự phát triển của tuệ minh sát nó mất dần đi. Khi mà một người mà xem một trong 10 cái sự bất hoàn hảo này là một cái gì mà quan trọng hay là quan trọng một trong 10 cái bất hoàn hảo này đó, thì cái con đường minh sát nó sẽ dần dần nó biến mất. Người thiền sinh lúc đó sẽ không có thể đạt được cái sự hạnh phúc thật sự của Niết Bàn. Bởi vậy mà 10 cái sự bất hoàn hảo này được gọi là bất hoàn hảo, và nó ngăn chặn cái sự tiến bộ của minh sát. Những ai là người mà kinh nghiệm hay là gặp phải 10 cái sự bất hoàn hảo này thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe theo như là được viết ở trong Thanh Tịnh Đạo. Trước nhất là 10 cái sự bất hoàn hảo này nó không có sanh khởi ở trong 4 cái loại người. Cái loại người thứ nhất là những người mà đã kinh nghiệm được đạo và quả, hay nói một cách khác là các bậc thánh nhân. Cái thứ hai là những người mà thực tập sai, các người thực tập mà không có một vị thầy, hoặc là thực tập tự một mình, hoặc là thực tập với một vị thầy nhưng mà không có nghe theo cái lời chỉ dẫn của vị thầy của mình. Cái loại người thứ ba là loại người đã bỏ cuộc trong cái sự thực tập. Cái loại người thứ tư là những cái người mà lười biếng, chỉ có thực tập một cách hời hợt ở bên ngoài. Thì 4 cái bất hoàn hảo này nó không có sanh khởi trong 4 cái loại người đó. Và khi mà chúng ta hành thiền theo như là cái phương pháp của cố Đại Hòa Thượng Mahasi, thì những cái người mà kinh nghiệm cái tuệ minh sát thật là mạnh, những người mà đạt đến cái tầng tuệ ghê sợ, thì họ sẽ không có còn gặp hay là không có còn kinh nghiệm 10 cái sự bất hoàn hảo này nữa. Thì nếu mà chúng ta xem lại, chúng ta thấy rằng những ai mà không có hành thiền một cách đúng đắn thì những người đó sẽ không có gặp phải 10 cái sự bất hoàn hảo này. Thì như vậy có nghĩa là những ai mà hành thiền đúng đắn thì sẽ gặp 10 cái sự bất hoàn hảo này. Thì khi mà hành thiền đúng, đang đi trên con đường đúng, thì cái người hành giả sẽ gặp phải 10 cái sự bất hoàn hảo này. Và cái người đó tiếng Phạn gọi là Arada Vipassaka, có nghĩa là những cái người thiền sinh quán chiếu cái đối tượng với một cái sự tinh tấn mãnh liệt. Thì người thiền sinh khi mà bắt đầu hành thiền thì bắt đầu với cái sự tinh tấn sơ khởi lúc ban đầu, rồi tiếp tục nuôi dưỡng cái sự tinh tấn của mình và tiến đến cái sự tinh tấn đẩy mạnh, và sau đó cũng tiếp tục hành thiền một cách đều đặn, đạt được những cái tuệ minh sát, và sau cùng thì đạt được cái mục đích, đó là nhờ cái sự tinh tấn thứ ba, tức là cái sự tinh tấn tích lũy, hay là như là một cái loại tinh tấn dứt điểm.
thì những cái người mà hành thiền một cách rỗng mãnh như vậy thì được gọi là Arada Vipassaka. Và đối với những người này thì 10 cái sự bất hoàn hảo này chắc chắn sẽ sanh khởi. Thì ở trong sách có giảng nghĩa là cái chữ của những cái người mà hành thiền rỗng mãnh là Arada Vipassaka, còn có thêm một cái chữ tiếng Phạn nữa là Kulaputta, có nghĩa là những người nam hay là những người nữ thực hành rất là tốt. Và trong đó những người đó là cũng tính luôn là các cái vị tăng ni. Đây là những cái người mà hành thiền một cách đúng đắn, những cái người mà không có bỏ cuộc khi mà hành thiền, những cái người mà thực tập một cách liên tục. Như vậy có nghĩa là những ai mà hành thiền một cách hời hợt, những cái người mà lười biếng thì không có nằm ở trong cái nhóm gọi là những người Kulaputta. Và 10 cái sự bất hoàn hảo đó là: thứ nhất là ánh sáng, cái thứ hai là trí tuệ, cái thứ ba là hỷ, cái thứ tư là sự vắng lặng, thứ năm là lạc, cái thứ sáu là quyết định, cái thứ bảy là sự quân bình của sự tinh tấn, cái thứ tám là chánh niệm, thứ chín là xả. Có hai loại xả, cái loại xả bình thường và cái loại xả của cái tuệ xả hành. Và cái thứ mười là một cái sự tham ái vi tế. Thì khi mà chúng ta đạt đến cái tầng tuệ sanh diệt thì người thiền sinh có thể thấy ánh sáng. Đó là vì cái tâm lúc đó nó vắng bóng cái sự chạo cử, cái sự chao động. Khi mà cái trí tuệ nó sanh khởi, nó cũng có thể làm, nó có cái khuynh hướng, nó làm cho cái tâm nó bị chao động và nó hủy diệt cái tâm thiền. Cũng tương tự như vậy, khi mà hỷ, khi mà sự vắng lặng, khi mà lạc, khi mà mình có cái sự quân bình của tinh tấn, khi mà có chánh niệm mạnh, khi mà có cái tâm xả và khi mà có cái sự tha mái vi tế, thì tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cái tâm nó chao động và nó làm hư đi cái tâm thiền của người thiền sinh. Và bởi vì cái lý do đó mà 10 cái sự bất hoàn hảo này nó làm cho cái tâm nó bị mê mờ và nó hủy diệt cái tuệ minh sát, cho nên nó mới có cái tên là bất hoàn hảo của minh sát. Thì khi mà một người hành thiền mà thấy ánh sáng, đó là vì cái tâm định nó có mặt, hay là khi mà hành thiền minh sát, cái minh sát nó có mặt, nó cũng đưa ra cái hiện tượng là thấy ánh sáng ở trong tâm. Hoặc là khi mà một người quán đến cái phẩm tính của Đức Phật thì cũng thấy ánh sáng, đó là vì lúc đó cái sự định tâm nó mạnh mà cái sự định tâm đó nó tạo ra cái ánh sáng ở trong tâm. Nhưng mà Ngài sẽ không có nói nhiều về cái đề tài này. Và khi mà một người hành thiền minh sát thì cái tâm định nó có, thì nó cũng sẽ đưa ra cái tình trạng là cái tâm thấy ánh sáng. Thì cũng tương tự như là các thiền sinh đang hành thiền ở đây, khi mà cái tâm nó nằm kháng khít lên trên các cái đối tượng, hoặc là cái đối tượng về thân hay là về thọ hay là về tâm hay là về pháp, và khi mà tâm nó kháng khít với cái đối tượng thì người thiền sinh có thể phân biệt được thân và tâm. Và ở cái điểm này thì người thiền sinh có thể thấy ánh sáng. Và khi mà đạt đến cái tuệ kế tiếp
thì cái ánh sáng đó người thiền sinh có thể thấy cái ánh sáng với rất là nhiều màu sắc, tương tự như là thấy cái pháo bông. Và cái sự thấy ánh sáng này đó là vì người thiền sinh có một cái tâm định mạnh. Đây là những cái điều mà Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi đã giảng. Thì như vậy, cái ánh sáng đó nó có, đó là vì có cái sự định tâm, hay là có cái sự tinh tấn và có chánh niệm. Thì ánh sáng thường có cái khuynh hướng là nó sanh khởi ở trong tâm của người thiền sinh khi mà người đó đạt được cái tuệ thứ nhất. Khi mà người thiền sinh có cái tuệ thứ hai, tức là có thể phân biệt được nhân quả, thì người thiền sinh cũng có thể là thấy ánh sáng trong lúc hành thiền. Và đó cũng là vì cái sự định tâm mạnh mà nó đưa ra cái ánh sáng đó. Và đặc biệt là khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt, thì cái ánh sáng này trong lúc này nó có được, đó là vì minh sát chứ không phải là vì cái sự định tâm. Cái ánh sáng mà nó mà người thiền sinh thấy được khi mà có cái tuệ sanh diệt đó, có thể là một loại ánh sáng yếu hay là một cái loại ánh sáng thật là mạnh. Có thể là mạnh đến cái độ mà thấy như là nó bao trùm tất cả các vũ trụ. Thì đây là những cái điều mà nói trong sách, mà Ngài cũng không có thì giờ để giảng chi tiết. Thì như vậy, ánh sáng nó có thể nó sanh khởi ở trong tâm của người thiền sinh. Nhưng mà có một số người thì lầm tưởng, tưởng rằng đây là một cái pháp đặc biệt nào mà mình vừa mới chứng đắc được. Cho nên khi mà nghĩ như vậy thì là cái tâm nó bị chao động. Người thiền sinh lúc đó không còn, cái tâm không còn ở trên cái sự thực tập, không còn trên con đường minh sát nữa. Do đó mà ánh sáng nó là được liệt vào trong 10 cái sự bất hoàn hảo của minh sát. Cái bất hoàn hảo thứ hai là trí tuệ. Thì khi mà những cái hiện tượng thân tâm nó sanh diệt một cách nhanh chóng qua 6 cái giác quan, và cái tâm nó có thể nó bắt được những cái đối tượng này ngay khi mà nó sanh khởi, và cái tâm nó có thể nó thấy được những cái chi tiết của những cái đối tượng này, tương tự như là mình cắt cái đối tượng đó bằng con dao. Tức là cái tâm nó rất là bén nhạy, nó thấy rất là dễ dàng và rất là chi tiết. Thì khi mà người thiền sinh thấy cái tâm của mình nó bén nhạy như vậy, và nghĩ rằng đây là một cái gì mà đặc biệt, mình có thể mình thấy đối tượng nó sanh diệt một cách nhanh chóng, một đối tượng này nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái đối tượng mới khác nó sanh khởi, và có thể thấy được cái sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của các đối tượng một cách dễ dàng. Thì khi mà người thiền sinh với cái tâm sắc bén như vậy, thấy như vậy, thì lầm tưởng nghĩ rằng mình đã chứng đắc được một cái pháp đặc biệt nào. Thì ở trong cái lúc này thì cái tâm sở tầm thường là cái người trung gian để đưa tâm đến đề mục, thì không có còn cần nữa. Cái tâm nó trở nên điêu luyện, nó có thể nó đến đối tượng một cách tự nhiên. Thì người thiền sinh mới lầm tưởng xem cái tâm sắc bén này của mình như là một cái trí tuệ đặc biệt, một cái pháp đặc biệt nào mà mình vừa mới chứng đắc. Thì cái tâm nó trở nên chao động, và người hành giả lúc đó sẽ chợt ra ngoài khỏi cái con đường minh sát. Và vì như vậy mà trí tuệ cũng được liệt kê là một trong 10 cái sự bất hoàn hảo của minh sát. Và khi mà cái trí tuệ nó sanh khởi mạnh mẽ,
khi mà nó thấy rõ ràng những cái hiện tượng dành thân tâm, thì người thiền sinh có thể thích, cảm thấy thích thú với cái trí tuệ này. Thì khi mà thích thú như vậy là ái dục nó sanh khởi. Ái dục sanh khởi và cái sự ngã mạn nó cũng sanh khởi. Người thiền sinh có thể nghĩ rằng cái tâm sắc bén này của mình nó chỉ có ở trong riêng mình mà thôi, luôn cả thầy mình chắc cũng không có cái tâm sắc bén như vậy. Hoặc là nghĩ rằng các thiền sinh khác cũng không có thể nào mà có được cái tâm sắc bén như vậy. Và lầm tưởng rằng cái sự sắc bén nhạy của tâm này là một cái pháp đặc biệt nào. Thì suy nghĩ như vậy là sai, là tà kiến, cho nên tà kiến nó sanh khởi. Cho nên trí tuệ tự nó không phải là cái tâm bất thiện, nhưng mà ái dục, ngã mạn, tà kiến nó có thể nó sanh khởi liền sau khi mà mình có, người thiền sinh có trí tuệ, mà những cái đó là những cái tâm bất thiện. Thì khi mà người thiền sinh đạt đến cái tuệ sanh diệt, thì người thiền sinh có thể kinh nghiệm 5 cái loại hỷ, từ cái hỷ nhẹ cho đến cái hỷ thật là mạnh. Thì cái loại hỷ đầu tiên là tiểu hỷ, thì người thiền sinh có thể cảm thấy như là nổi da gà, cảm thấy là cái da của mình nó chạy, hay là cảm thấy ớn lạnh, hay là cảm thấy mát mẻ. Thì đó là cái hỷ nhẹ nhẹ. Thì, và sau đó người thiền sinh có thể kinh nghiệm được một cái loại hỷ từ trong sát na, nó tương tự như là bị điện giật. Đó là một cái loại hỷ thứ hai. Và cái loại hỷ thứ ba là người thiền sinh có thể cảm thấy rất là tươi mát, cái thân thể của mình như là được bao trùm bởi những cái sóng biển, là hải triều hỷ. Như là tưởng tượng như là mình đang tắm, như là mình đang ngồi ở bãi biển và những cái làn sóng biển nó đập vào mình và nó bao trùm lấy cái thân thể của mình. Hoặc là kinh nghiệm cái loại hỷ thứ tư, tức là cảm thấy tươi mát. Đôi khi những cái ngón tay hay là những cái ngón chân nó nhúc nhích một cách tự nhiên mà mình không có điều khiển nó. Hoặc là đôi khi cái thân của mình nó cũng di động một cách tự nhiên mà mình không có điều khiển nó. Hoặc là cảm thấy là cái thân hình của mình nó bay bổng lên. Hoặc là cảm thấy mình đang ngồi ở trên một cái nệm. Hoặc là có kinh nghiệm một cái loại hỷ rất là mạnh mà nó tràn ngập khắp nơi và nó làm cho toàn thân của người thiền sinh cảm thấy rất là thoải mái. Người thiền sinh thoải mái đến cái độ mà không có muốn đứng dậy, cũng như là không có muốn mở mắt ra. Thì những cái loại hỷ này thì nó đặc biệt là nó sanh khởi khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt. Thì cũng như trên là người thiền sinh có thể cảm thấy như là mình đã chứng đắc được một cái pháp đặc biệt nào. Thì khi mà nghĩ như vậy thì cái tâm nó chao động và nó hủy diệt đi cái tâm minh sát. Thì như vậy khi mà hỷ phát sanh thì nó có thể nó làm cho cái chánh niệm nó bị ngưng chặn. Và khi mà hỷ phát sanh sau đó thì cái tâm nó trở nên vắng lặng. Cái sự an tịnh của tâm nó có thể sanh khởi. Người hành giả không có cảm thấy lo lắng, không có cảm thấy bồn chồn. Cũng tương tự như là một người mà đang đi ở một cái nơi nóng bức, bước vào trong một cái căn nhà mát, một căn phòng mát có máy điều hòa không khí. Người thiền sinh cảm thấy rất là khỏe khoắn trở lại. Thì khi mà hành thiền thì cái tâm nó đang mệt mỏi, mà đạt tới cái trạng thái này thì người thiền sinh cảm thấy như là mình khỏe khoắn trở lại.
Và khi mà cái sự vắng lặng nó sanh khởi thì thường là nó sanh khởi cùng với lại những cái tâm sở khác, cùng với lại những cái trạng thái tâm khác. Người thiền sinh cảm thấy cái người mình nó thật là nhẹ. Người thiền sinh cảm thấy là mình đi đứng rất là dễ dàng, muốn đi đâu là cái thân nó đi đó một cách rất là dễ dàng. Và cái tâm thì nó rất là dễ uống nắng, là cái chữ dùng là nhu nhuyến. Thì khi mà đi kinh hành, giờ bước đạp, thì tất cả những cái động tác đó cảm thấy rất là nhẹ. Khi mà ngồi xuống hành thiền thì cũng cảm thấy như là mình ngồi mà không có chạm đất. Cũng tương tự như là một người mà đi đường xa, bỗng nhiên tới được cái nơi mà tới được cái đích, không có thấy một cái gì mà nó cứng, tất cả cái gì nó cũng mềm. Hành thiền một cách thư thái, tâm nó nhu nhuyến, rất là dễ giữ cái tâm nó nằm yên một chỗ. Tất cả những cái đối tượng mà cái tâm nó quán chiếu thì nó có thể nó thấy một cách chi tiết. Đó là lúc này là cái tâm nó rất là tinh luyện, nó có thể nó thấy những cái đối tượng một cách dễ dàng và với nhiều chi tiết, cả thân lẫn tâm. Trong lúc này người thiền sinh có thể ngồi một lúc rất là lâu mà không có thấy đau đớn gì cả. Ngồi đến cuối giờ, cái trạng thái nó cũng tương tự như là lúc mới bắt đầu ngồi, không có thấy có một sự đau đớn nào cả. Và khi mà tới cái trạng thái này thì người thiền sinh cũng không có phải che đậy hay là giả bộ những cái việc xấu của mình. Chẳng hạn như người thiền sinh nếu mà làm một cái gì sai quấy ở trong quá khứ thì rất là dễ dàng mà đến là xưng tội với vị thầy của mình, hay là hối lỗi với vị thầy của mình. Và người thiền sinh lúc này cái tâm thì lúc nào cũng rất là dễ dàng để muốn tu sửa. Tức là cái tâm đó là có một cái tâm chánh trực. Thì như vậy, khi mà cái tâm vắng lặng, cái tâm sở vắng lặng nó sanh khởi, thì thường nó sanh khởi cùng với lại năm cái tâm sở khác nữa. Đó là vắng lặng, nó đi theo với cái sự thư thái, nhu nhuyến, tinh luyện, chánh trực và thích ứng. Và vì như vậy mà người thiền sinh có thể lầm tưởng là mình đã chứng đắc một cái pháp nào đặc biệt. Khi mà cái tâm của người thiền sinh vắng lặng thì lúc đó vắng bóng những cái bận nhơ của tâm, thì người thiền sinh sẽ thấy là cái tâm của mình nó rất là đẹp. Và khi thấy cái sự đẹp đẽ của tâm mình như vậy thì cái sự hỷ lạc mạnh nó phát sanh, tức là cái lạc thọ nó sanh khởi. Người thiền sinh sẽ cảm thấy rất là thích thú. Và ở cái giai đoạn này thì có thể là một số các cái bệnh tật nó tiêu tan, nó biến mất. Nó làm cho người thiền sinh cảm thấy rất là hạnh phúc. Người thiền sinh hạnh phúc đến cái độ mà muốn đi ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết về cái sự hạnh phúc của mình. Cái sự hạnh phúc này nó mạnh đến cái độ mà người thiền sinh thấy rằng không có một cái loại hạnh phúc nào mà mình đã kinh nghiệm từ trước đến nay mà nó có thể nó so sánh bằng với cái loại hạnh phúc này. Người thiền sinh thấy được cái thọ lạc này và biết rằng cái sự sung sướng này nó cao tột, nó không phải là một cái loại sung sướng bình thường. Cái loại sung sướng cao thượng nhất, đây là cái được nói ở trong sách, một loại sung sướng mà của trần tục. Và người thiền sinh cảm thấy
rất là thích thú với cái pháp của mình. Và khi mà thích thú như vậy thì là sẽ đưa đến một cái sự quyết định. Cái sự quyết định này thường thì nó liên quan đến cái lòng tin, và nó biểu hiện qua cái sự suy nghĩ, nghĩ rằng cái phương pháp mà mình đang thực tập là một cái phương pháp đúng. Người thiền sinh chấp nhận, công nhận cái quyết định của cái sự thực tập của mình. Và vì cái sự thực tập nó thật là tốt, cho nên người thiền sinh có thể có một cái ý tưởng là muốn đi dạy người khác, hay là muốn đi ra khuyến khích người khác hành thiền. Và trong lúc này thì cái lòng tin nơi Tam Bảo rất là mạnh, và người thiền sinh tin một cách vững chắc về cái luật nhân quả. Người thiền sinh trong lúc này có thể kính trọng cái vị thầy của mình mạnh mẽ, có ý muốn là đến để đáp lại cái ơn của cái vị thầy đã dạy mình hành thiền, và có cái ý muốn mạnh mẽ là muốn cúng dường đến cái vị thầy của mình. Tất cả những cái việc này đó là vì có cái sự quyết định rất là mạnh. Và cũng như vậy, người thiền sinh có thể lầm tưởng là đây là một cái pháp đặc biệt nào đó mà mình chứng đắc. Và ở cái điểm này thì người thiền sinh cũng có thể quán chiếu những cái đối tượng mà không có cần phải có một cái sự cố gắng đặc biệt nào. Cái sự cố gắng của người thiền sinh trong lúc này nó có quân bằng. Cái sự hành thiền rất là tốt đẹp, giống như người thiền sinh cảm thấy như là mình có thể ghi nhận những cái đề mục một cách tự nhiên, không có cần phải nỗ lực một tí gì, thì cái sự quân bình này nó cũng có thể làm cho người thiền sinh nghĩ rằng mình chứng đắc một cái pháp đặc biệt nào, rồi nó làm cho cái tâm dao động và không có còn đi trên con đường minh sát nữa. Và kế đến là chánh niệm. Thì khi mà cái tâm nó dính sát vào cái đề mục, và cứ mỗi lần mà một cái đề mục mới nó sanh khởi là cái tâm nó hướng đến cái đề mục đó một cách nhanh chóng. Và cái chánh niệm nó mạnh và nó tốt đến cái độ mà một vài thiền sinh ở cái điểm này có thể nhớ lại những cái chuyện mà trong thời ấu thơ của mình mà bình thường thì không có nhớ ra. Hoặc là có một vài người thì còn có thể nhớ lại những cái chuyện làm mà ở trong những cái kiếp xa xôi nữa. Và cái điểm này thì nó rất là đặc biệt. Và người thiền sinh kế đến là có thể có cái tâm xả. Khi mà cái tâm xả nó sanh khởi thì năm cái căn nó quân bình, tức là cái sự cái tín thì nó quân bằng với lại cái huệ, và cái sự định tâm thì nó quân bằng với cái sự tinh tấn. Người thiền sinh trong lúc này có thể quán chiếu các pháp một cách thật là dễ dàng. Quán chiếu rất là dễ dàng và một cách và quân bình. Nhưng mà cái loại xả ở đây nó cũng không có mạnh hay là không có tốt bằng cái loại xả mà ở cái tuệ xả hành. Và ở cái giai đoạn này thì là người thiền sinh không có còn phải cố gắng nữa. Đó là vì trước đó đã niệm một cách liên tục, cho nên bây giờ nó ghi nhận một cách rất là tự động những cái pháp thân tâm, nó được ghi nhận một cách tự nhiên, không có cần phải cố gắng hay là không có cần phải suy nghĩ. Thì
mấy cái hôm trước ngài có nói cái bài pháp là những cái người mà sống ở cái miền Bắc Mỹ này thì có thì thích đi tìm lạc thú, thì những cái loại lạc thú đó nó như thế nào? Đó là những cái loại lạc thú của thế tục, nhưng và nó đưa đến cái sự nguy hiểm, và đôi khi nó có thể nó làm cho chúng ta thiệt mạng. Và những cái loại lạc thú này thì nó thường theo sau bởi những cái sự đau khổ, bởi những cái sự căng thẳng. Thì ở cái điểm này, ở đây thì người thiền sinh hành thiền một cách quân bình. Khi mà đến, khi mà gặp một cái đối tượng mà nó buồn phiền, người thiền sinh không có cảm thấy buồn phiền. Khi mà gặp một cái đối tượng nó thích thú, người thiền sinh không có cảm thấy thích thú. Nhưng mà khi mà đạt đến cái tuệ xả hành, thì cái tâm xả này, ở cái tuệ xả hành này, nó còn cao hơn nữa, nó còn tốt hơn nữa. Và sau cùng là cái loại tham ái mà vi tế, nikanti. Khi mà người, chẳng hạn như khi mà người thiền sinh thấy cái ánh sáng, vân vân, những cái bất hoặc, cái sự mà không có hoàn hảo ở trên, thì người thiền sinh có cái khuynh hướng là thích thú. Thì đây là một cái sự dính mắc vào những cái sự bất hoàn hảo này. Và đó là một cái trạng thái đặc biệt của ái dục hay là tanha. Nhiều người thì sẽ không có thấy nó như vậy, không có thấy cái sự vi tế, cái sự tham ái vi tế này, vì nó trá hình ở dưới cái dạng là một cái sự thỏa thích trong giáo pháp. Nghĩ rằng đây là một cái sự thỏa thích trong giáo pháp, nhưng mà nó thật sự, nó là một cái sự bất hoàn hảo. Nó là một cái loại tham ái vi tế. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì cái tâm, cái sự ngã mạn nó có thể nó sanh khởi, hoặc là cái tà kiến nó có thể nó sanh khởi. Thì trong những cái trường hợp đó, tham ái, ngã mạn hay là tà kiến nó sanh khởi, thì người thiền sinh sẽ bị chao động, và cái con đường hành thiền minh sát nó sẽ bị ngăn chặn. Thì trong cái giai đoạn này, cái sự hướng dẫn của một vị thầy rất là quan trọng. Thì nếu mà cái người thiền sinh nghe theo cái lời hướng dẫn của vị thầy và nhìn thấy 10 cái sự bất hoàn hảo này, thì sẽ từ từ nó sẽ phai mờ đi. Và sau đó người thiền sinh sẽ có thể thấy được những đối tượng một cách rất là nhanh chóng, sanh diệt rất là nhanh, đạt đến cái tuệ diệt, đạt đến cái tuệ sợ hãi, có cái ý muốn là được giải thoát, và sau cùng đạt được cái sự tươi mát của Niết Bàn. Thì khi mà đến đạt được cái sự tươi mát của Niết Bàn thì là người thiền sinh xứng đáng là được sanh ra làm người, xứng đáng là người mà đã gặp cái giáo pháp của Đức Phật. Người thiền sinh lúc này đắc cái thánh quả Tu Đà Hường hay là Thất Lai. Nhưng mà nói sâu sắc về cái này thì không có thích nghi ở đây, cho nên ngài ngừng ở đây. Thì ngày mai ngài sẽ nói tiếp, và ngài sẽ giảng về những cái sức mạnh, những cái lực mà nó đi ngược lại, nó đối chọi lại. Và bài pháp thoại chấm dứt ở đây, ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.